cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muốn nam. Muốn nam. Này dọc đường cũng có người ta bắn cây. Ủa cây cây gì ta? Cây gì mà sao không có bông nữa thế? Mè à, mè liên bông. Không biết luôn. Tắt nè. Tắt của con không vừa con mới tắt. Thấy gì không? Gì á. Chắn là sẽ có quán cà phê New Day là nổi tiếng nhất. Đối diện New Day sẽ là quán cà phê Lối Về. Ồ, sao sai. Ê, giống Sài Gòn nè. Ê, cái gì vậy? Cái kiểu giống làm Sài Gòn nè. Cà phê hả? Ê. Quán cà phê ngồi trong đó hả? Nhưng mà đâu phải đâu, sao nó dẹp tiệm hả? Nhưng mà ở trong Sài Gòn nó có. Gấu trúc dẹp rồi, gấu trúc nó dẹp rồi. Đây là cà phê New Day nè mấy bạn. Giờ này còn sớm quá nên người ta chưa có đi. Tối rồi mới đông. Đường này nó ngắn ngủn nè. Thì bây giờ mình rẽ qua hướng này đi. Mình sang đường Bình Thuận đi. Không, đi thẳng cái thẳng đi. Mình cứ qua cho thấy một con đường. Này là vòng xoay. Phía bên này là gì ta? À, đoàn thanh niên gì đó. Cái này là gì ta? Ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận, ủy ban mặt trận nhà nước. Cái này là cái chỗ mà đoàn thanh niên hay xuống hát múa văn nghệ ở dưới này nè mấy bạn nè. Huyện đoàn á, đó là huyện đoàn á. Còn bên này là nhưng mà quay luôn sao đâu, địa điểm mà công an huyện Đức Phổ nè. Đó, một cái bên này là quảng trường. Cắt cái trường kia. Hả? Đó, quảng trường đó. Đó là năm tháng nó sẽ đụng khu tưởng niệm liệt sĩ nè các bạn. Đó, quanh lại đường Phạm Văn Đồng. Trời ơi, đó, thì cái đường nó bên nhiêu các bạn? Hai khu tưởng niệm này đó, bên này là mình